Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Trên ngày hôm nay tôi đang tính là sẽ chơi Warlock anh em ạ. Tại sao lại là chơi Warlock? Bởi vì là cái bộ này ấy, sắp tới là có khi là rất lâu nữa chúng ta mới được chơi lại. Thế nên là tôi muốn là có một cái tuần lễ để chúng ta có thể tri ân cái bộ Warlock. Ok, trận này nếu mà chơi được thì chơi nha anh em nhé. Tôi đã pick sẵn lên con Warlock rồi. God Warlock ở trong cái meta mới ấy, theo như cái thông tin update thì cái sức mạnh của nó bị giảm đi rất là nhiều anh em ạ. Rất phế luôn. Ở cái mức mà 2 Warlock ấy, cái bộ Warlock nó chỉ còn hút máu được có 5%. Thì tôi không hiểu là cái 5% đấy bọn nó nghĩ cái gì mà bọn nó để 5%. Cái bọn Dodo này nó có nghĩa là nó sẽ phế luôn cái bộ 2 Warlock. Đấy. Còn 4 Warlock thì sao? 4 Warlock cũng không khá hơn là mấy. Còn có 20% hút máu thôi. Quá ít. Còn 6 Warlock thì sao? 6 Warlock trông phế không thể tả nổi luôn. Hút máu thì được 30% cái lượng đam gây ra. Coi như là nó bằng 4 Warlock bây giờ đấy. Và cái hiệu ứng tăng thêm của nó, nó không còn là hấp thụ đam, không à, hấp thụ máu của đối thủ nữa. Mà nó là gì? Nó là khi những cái con Warlock nó chết ấy, thì nó sẽ hồi máu cho đồng đội. Nhưng mà nó lại hồi máu cho cái con thấp nhất, thấp máu nhất. Đấy. Nó lại đều như thế này. Nghe thôi đã biết là yếu rồi. Thế mà nó kêu là nó cân bằng. Nhà phát hành bảo điều chỉnh lại để cân bằng game hơn. Chả thấy cái cân bằng chỗ nào luôn. Tôi sợ meta sau nó sẽ là meta của mấy cái bộ như là bộ Beat ấy. Bộ Beat nó bắp liên tục luôn. Rồi bộ Witcher. Witcher thì chưa biết. Chưa biết là bắp hay là giảm sức mạnh thì không biết. Cái đấy phải vào meta mới biết được. Nhưng mà Warlock thì đọc phát nó biết ngay là giảm rồi. Thế nên là trận này nếu mà cho chơi Warlock thì chúng ta chơi nhá anh em nhá. Dù là bây giờ tôi cũng mới chỉ ra được một con thôi. Chưa thấy giống là chơi Warlock lắm. Và thậm chí là cái bộ Warlock ấy, chia sẻ thật với anh em là ngay kể cả bản thân hiện tại, cái thời điểm bây giờ chưa update ấy, cũng chả ai chơi. Nó quá yếu à. Bây giờ có ai chơi đâu, nó yếu lắm anh em ạ. Không hiểu sao. Ngày trước những cái bộ Warlock ấy, nó còn để nó dùng để counter cái bộ Shaman. Mà bây giờ gặp Shaman nó đấm nó sấp mặt. Trận này có 6 Shaman là chắc luôn. Có mèo 5 đồ thế nào có thằng chơi. Úi dồi ôi, ra cáo này. Mà hôm nay tôi muốn tri ân cái bộ God Warlock quá anh em ạ. Tôi chỉ sợ là sẽ không có cơ hội để có thể chơi được ấy. Có thể là 1-2 ngày nữa thôi là nó update rồi. Đấy mà một khi mà nó đã update ấy, là cái bộ đấy là không ai chơi đâu. Đấy, kể cả tôi thực ra là tôi thích chơi. Nhưng mà không được top thì làm sao mà có clip up lên được, đúng không? Đấy. Mặc dù là bản thân thì cũng rất là thích chơi những cái line up mà người ta ruồng bỏ, người ta không chơi để mà làm content cho nó độc dị lạ đấy. Nhưng mà khổ cái là nó yếu quá, bây giờ có chơi ấy, thì nó cũng không được top. Thế là một cái. Ơ, được quá nhờ. Lại có chuỗi này. Mèo. Có cả một con Dominator ra sớm, nhưng mà vấn đề là đang muốn câu gấu. Đây là chắc là tôi sẽ không có bỏ Dominator vào đâu. Như này đi. Ok. Thực ra là cái lượng đam của nó là có đấy trong cái đội hình này. Gặp cán bộ CO không biết có ăn nổi không. Tôi nghĩ là khó. Đội hình này phải, nếu mà round này không gặp thì round 11 tôi xả tiền, còn nếu không thì thôi. À đây rồi. Thế thì khả năng là vẫn chơi được đấy. Ơ nhưng mà sao lại gặp thằng này còn mạnh hơn cả thằng kia. Ui ôi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Mất chuỗi luôn ạ. Chưa gặp cái thằng cán bộ xe ôm mà mất chuỗi cho thằng khác.
Bù lại tôi lại ra được một cái con gấu, gấu assassin. Rồi. Hy vọng là sẽ ra con gấu tổ để mà giữ máu, chứ gấu assassin này bây giờ không ăn thua lắm. Gấu assassin lại chưa có blink. Chúng ta chưa lấy được blink. Thực ra nếu mà gấu ra assassin mà lên được 2 sao chắc tôi cũng chưa xin đấy. Mà quay xe thì ngày mai làm bù nhá anh em nhá. Ít nhất là nếu mà từ bây giờ đến khi update ấy, tôi cũng có mong muốn là tôi sẽ làm khoảng 3 trận chơi Warlock. Đấy. Bởi vì thực ra là cái meta này tôi chưa chơi trận Warlock nào ở test meta cả. Không biết là Warlock bây giờ có chơi được không. Ui dồi ôi, cái gì đấy? Nó lại thế à? Nó lại thế à? Thì hơi lạ ấy nha. Một quả trứng và hai con gấu. Gấu assassin à? Thôi tạm thời cứ lấy cái chế đồ bắn trưởng lại nha anh em nhá. Tí mà ra gấu assassin thì chúng ta sẽ lấy chuyển toàn bộ đồ đấy sang đồ tím. Đấy, còn nếu mà nó không ra thì chúng ta ít ra cũng có một con gấu Saman rồi. Và anh em biết không, có khi là trận này chúng ta lại quay xe Saman cũng lên. Tôi thấy thế có khi nó lại hợp lý hơn. Warlock thì chưa ra con nào anh em ạ. Nhất là cái con co chính là con ác mộng ấy, chưa có. Xe ôm này thì chắc chắn là thua rồi. Không có cái cửa gì mà ăn được thằng này. Nói cho nó nhanh. Ơ kìa. Ơ kìa bạn ơi. À không được, không được, không được. Cứ tưởng là ăn. Chính ra ấy, trong cái quá trình chơi con game này, trải qua rất nhiều cái trận đấu, tôi mới nghiệm ra một cái vấn đề. Đấy chính là những cái lúc ấy mà tôi không có trông chờ vào cái việc ăn thì nó lại là ăn. Đấy, những cái lúc mà chúng ta không có nhiều hy vọng lắm thì chúng ta lại cắt được chuôi của đối thủ. Và những cái lúc mà chúng ta tưởng chừng như là chúng ta ăn được đối thủ, chúng ta lại mất chuỗi. Dã man. Ra gấu bít này, một quả trứng một gấu bít. Chơi bít không? Chơi bít thì lại ấy quá nhỉ, lại meta quá nhỉ. Chơi bít thì mạnh quá. Xong rồi lại kiểu bắt lạt đối thủ. Clive này. Thằng này vẫn có ông chơi Clive là cũng bạo đấy. Tao này chắc lại thua tiếp hả? Khó quá. Cái tầm này có vẻ như là tôi đang yếu đi rồi đấy anh em ạ. Đánh chữ thua rồi này. Ui cái thằng kia nó có chuối chuối 8 cả. Căng nhờ. Thằng kia cô ngon thế. Chuỗi 8 luôn, chuỗi trừ 8 luôn. Tôi giờ cái tầm này tôi đang phân vân không biết chơi gì luôn. Chả thấy Warlock đâu anh em ạ. Bây giờ có lên quay xe Saman không nhỉ? Xe gấu chắc chắn là chơi 6 Saman rồi. Tầm này bây giờ đang bị đẩy nhiều quá. Ôi. Ủa vãi đái. Ra Shadow 2 nhưng mà lại ra thêm một con gấu với cả một con Storm Saman nữa. Trận này khéo về Saman. Sẽ có, tôi biết là sẽ có anh em rất là muốn tôi chơi cái bộ là cái con gấu đá này nó kết hợp với cả cái bộ God.
Mấy hôm trước có người chơi rồi nên là tôi cũng không muốn chơi lại anh em ạ. Video chơi anh em thấy là đối thủ, gặp đối thủ là có chơi cái bộ đấy rồi. Mà cái trận là ngày hôm nay ấy, con gấu đá này tôi nghĩ là nó cũng khó mà có thể lên được 3 sao anh em ạ. Với tình hình bài như này mà 2 sao thì không ăn thua. 2 sao thì không bằng cái video hôm trước nên là thôi. Kể ra mà ra được 4 wizard thì tôi cũng cầu ấy, nhưng mà nó chưa ra. Bây giờ nó ra muộn rồi mà tôi không muốn xả tiền. Bởi vì nếu mà tôi giữ tiền như này ấy, mà tôi lên level 9 tôi xả tiền tôi kiếm con mèo là ngon hơn nhiều. Đánh chắc kèo luôn. Bây giờ tôi vẫn đang phân vân không biết là có lên chơi Shaman không đây. Chuyển sang Shaman Warlock thì không thể ra rồi. Không thấy con Warlock luôn ạ. Thề. Chơi Shaman thì phải pick Shaman là mới có cơ. Tôi cũng đang chưa pick Shaman vào. Không biết hôm nay có chơi được Warlock không nhỉ? Phần vần quá. Chịu. Khỏe thế. Mùi vậy đài ạ. Bây giờ mới kết hợp được với Warlock này nhưng mà cái tầm này tôi đang nghiêng về phía là chơi Shaman anh em ạ. Ai chà chà. Shaman đi bán hết giữ lại con gấu Shaman thôi. Bây giờ một lỗ con gấu Shaman lên 2 sao tôi chốt Shaman. Coi như đấy là tín hiệu đi. Nhá. Để xem là có nổ không. À, thằng này được Eco này. Ra được cái... Ui. Gấu đá 2 rồi. Lại gót gấu đá. Lại gót gấu đá rồi anh em ơi. Ôi mẹ ơi. Vãi đài. Thế. Lại là cái trò đấy rồi. Tưởng chừng như là chúng ta đang coi như là chơi lại cái trận hôm trước nhưng mà không phải, deja vu. Giống hết luôn, có một thằng chơi gấu đá nhưng mà trận trước là tôi nhớ là người Việt Nam cơ. Mà trận này không phải. Trận trước tôi nhớ là có hai thằng nó chơi, một thằng chơi Feather Fake. Xong rồi chuyển sang là cá fake để counter và bộ lăm rồng của tôi cơ. Trận này là trận khác. Hai trận nó giống nhau quá, lại thêm tí deja vu. Nên là tôi cứ tưởng là hôm trước là mơ, hôm nay mới là thật. Dã man. Thôi được rồi. Shaman vậy. Vẫn nghiêng về Shaman là nhiều. Chứ còn Warlock tuần này chưa thấy cái con nào nó ra cho nó ngon nghẻ tí. Zipper. Bây giờ ra hai con thì chốt Warlock là hợp lý. Sao Zipper hoặc là ác mộng. Ác mộng thì bây giờ đuối quá. Bắn trưởng hơi chậm. Bây giờ tôi còn 48 máu anh em ạ. Ơ phải đáy. Một cầu đá lên được 2 sao được bao giờ này. Ok vậy thì 4 sao ba thôi. Đủ rồi. Thực ra là cái số máu này ấy, nó không là nhiều đâu anh em ạ. Nó chỉ nhiều khi mà chúng ta form được cái đội hình mạnh thôi. Đấy, bây giờ may là ra 4 Shaman rồi. Kích hoạt được bằng Wizard được rồi. Ok. Thôi, chúng ta giải tán hết với cái bộ God với cả Warlock đi anh em nhé.
chuyển sang Saman chơi thôi. Lên dần lên 9 để kiếm con mèo 5 đô, chơi 6 Saman. Để được không? Biến ra được hai con 3 sao mà. Ok. Thằng cán bộ to quá anh em ạ. Cán bộ xe ôm này. Cán bộ xe ôm cái tầm này bây giờ phá đảo rồi. Chuỗi thế kia đơn là 100% màu á. Không ai làm gì được luôn à. Còn có mấy thằng ở dưới sắp đi rồi kìa. Mà tôi nghĩ là thằng DR Angera kia chắc là nó sẽ cắt chuỗi đấy. Thằng ấy chơi gót của lock thì thế nào nó cũng ăn được thôi. Cái bộ Warrior nó đần lắm anh em ạ. Nó chỉ bắt lạt được mấy cái bộ kiểu yếu máu thôi. Chứ còn mấy cái bộ mà hồi được máu như cái bộ Warlock thì chắc tí nữa nó cắt chuỗi đấy. Chơi Sama này có một cái hay đấy là bây giờ nó giảm tiền đi khiến cho chúng ta có thể gọi ra được những cái con thấp tiền 3 sao. Mấy cái con kiểu 2 tiền lên được 3 sao ấy. Nó sẽ thích hợp để gọi ra những cái con gấu. Cái trước gọi gấu nó hơi khó luôn. Chơi Saman mà gọi được mấy cái con gấu 3 sao ấy, nó khó lắm. Rồi, xả tiền à. Úi dồi ôi, vai đài ạ. Thế thôi các bạn, quỷ hết rồi. Ra mèo rồi này. Bây giờ chỉ có là đợi để được 6 ra man thôi anh em ạ. Chưa có lava Saman. Chưa có tư tế. Nhưng mà đã có mèo à. Cắt chuỗi thằng này không? Biến ra con Doom nhỉ. Ơ sao trông vẫn không biết cắt được chuỗi nhỉ. Mạnh thế. Ồ. Đẩy nhiều luôn ạ. Thằng này chơi Warrior mà nó xanh quá nhỉ. Saman thiếu con lava chứ. Cay thật. Thiếu là và Saman. À đây rồi, đủ bộ rồi anh em ơi. Hay quá nhờ. Đủ bộ 6 Saman rồi này. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Mặc dù là không ra Lava Saman nhưng mà chúng ta lại ra là 2 Wizard để kích hoạt. Được đấy. Cứ đủ bộ 6 Saman cái đã. Tính sao. Tí là tôi roll sao kiếm Lava Saman anh em nhé. Mãi đéo ra, cay thật. Thề. Con Lava Saman con 2 tiền mà nó mãi nó không ra anh em ạ. Cay thế nhở. Chả nhẽ nó lại khó ra như thế sao. Ok, roll tiếp. Ra đi bạn ơi. Ui. Được đấy. Ôi ôi. Đây rồi, đủ bộ rồi anh em ơi. Vãi đài. Mèo lên được 2 sao trước ở Lava Saman. Thế. Mà để cái này ngon hơn không? Hay đập trứng nhá. Đập trứng luôn. Không có cái gì mà phải ngán cả. Vào phát là gọi 5 đô 2 sao, 5 đô 3 sao luôn. 5 đô 3 sao xong rồi. Tất cả những con 5 đô 3 sao nó sẽ mỗi lần nó tung trưởng nó sẽ hóa lên con 5 đô 3 sao khác. Đây liệu rằng có phải là nạn nhân đầu tiên không? Trông có vẻ nhiều đấy. Chỗ này ít phải 30 máu. Thế bao nhiêu đấy? 34 máu thật đấy anh em ạ. Thôi xong à. Đem mấy cái thằng cán bộ xe ôm với cả DR Angera sang đây cái nhỉ. Tôi test thử đội hình cái. Xem là Saman bây giờ nó có chơi được không. Tầm này mà rao 24 rao 24 và mèo 2 thì các bạn chắc các bạn đứt hết rồi. Bây giờ nạn nhân nào gặp tôi thì nạn nhân đấy sẽ phải ra đi. Tôi cứ tưởng tôi mạnh rồi, có thằng nó con ác bộ 3 anh em ạ. Vãi đái. Thề.
Rank 24 ác mộng 3. Thế thì cũng chưa chắc đã ăn được nó. Thằng này thì ăn được, con mết thì ăn được. Đi luôn không? Chắc chắn là đi rồi. Giờ thằng nào gặp tôi, thằng đấy sẽ gặp ác mộng rồi. Một lúc mà tôi xử hai thằng luôn anh em ạ. Rao vừa rồi loại ba người. Trời ơi, nhanh vậy cả này. Thề chuyện này cái thằng Warrior xanh nhờ, vẫn chưa mất chuỗi luôn mà. Thằng Warlock là cũng không gặp thằng Warrior để cắt chuỗi của nó cơ. Điêu thật. Sao lại có thể thế nhỉ? Hai đợt, một thằng chuỗi cộng 18, một thằng chuỗi cộng 8 mà chưa thấy gặp nhau. Tôi cũng không gặp bọn nó nữa chứ. Từ khi tôi phong được cái bài này tôi chưa gặp nó. Chứ còn nếu mà tôi gặp thì chắc tôi cũng cắt chuỗi rồi thôi. Tầm này bây giờ là Warlock là vua rồi. Chục rau nữa thì may ra mới đuổi. Chứ còn tầm này thì mạnh lắm. Cái tầm này là cân được hết. Ok. Thunder không lên được 2 sao nhỉ. Đánh một con già một à. À đây, được. Xích này được. Ok rồi. Nói chung là già này có thể tung trưởng được luôn. Giờ tung Saman chưa lên được 2. Bây giờ mà ra một con nữa thôi là tôi đập trứng luôn đấy anh em ạ. Kể cả ra già hay là ra Thunder Spirit, tôi đập trứng hết. Hai thằng kia mạnh nha. Gặp thằng yếu nhất rồi. Bây giờ này chắc là thằng yếu nhất rồi. Đi luôn. Rồi, rao này rất có thể chúng ta sẽ gặp thằng Warrior. Ra 2 này, quá tuyệt vời anh em ạ. Thế là Thunder chuyện này bị lấy hết rồi. Tôi không ra con Thunder là luôn, ra đúng con. Có trứng nữa không chịu ra. Đánh một con già thì nó cũng có cái sở trưởng sở đoản riêng. Già thì nó đứng đằng sau tung một trưởng. Đấy. Nhưng mà nó dễ bị bờ lắm. Đứng đằng sau chỉ đánh được mấy thằng không có Blink thôi. Chứ còn đứng đằng sau mà gặp đối thủ có Blink hoặc là Assassin thì rất dễ là bị bớ vào. Sau này chúng ta sẽ gặp thằng Warlock. Tôi kẹp thêm con Doom vào anh em nhé. Giết chết thằng Warlock, cắt chuỗi của nó đi. Không cắt được chuỗi của thằng Warrior thì ít ra cắt được chuỗi thằng Warlock chứ. Đúng không? 28 máu à. 28 máu nhưng mà tôi là 4 Saman thì nó vẫn có thể nó sẽ ướt đấy. Chưa biết được đâu. Tôi như vừa lấy tôi đã nói với anh em, chia sẻ với anh em là cái bộ Saman bây giờ nó đấm cái bộ God Warlock như con ấy. Rồi. Nó còn biến ra con Doom 3, thế thì thôi bạn đứt rồi. Chắc chắn là đứt. Càng lâu càng đứt. Nâu có nghĩa là toàn 3 sao thôi. Năm đua 3 sao. Con ác mộng chết luôn thì nó còn có cửa sống. Chứ con các mộng nó để cho như này thôi. Rồi xong xác định nó đi rồi. Cắt chuối luôn. Đấy. Còn bên kia tôi đẩy cái nhà Warrior không biết bao nhiêu là vào. Trông có vẻ nhiều. Thôi con này bỏ nó. 6 Saman này tôi nghĩ là chiến được đấy. Đối thủ chơi 9 Warrior kẹp thêm 2 Glacier 2 bit. Rao trước ăn được cái rao này, khả năng vẫn ăn được, vẫn chưa có gì thay đổi.
Nói chung là mấy cái thằng châu châu này nó sẽ rất là sợ cái bộ Saman, bởi vì là bộ Saman nó càng cái nhiều thời gian thì nó càng biến được những cái con to tiền. Ui, trừ máu cực kỳ kinh khủng luôn. Có round lên tới 50 máu. Đẩy mỗi round cứ tầm 20 máu, 28 máu như này thôi thì 3 round là đứt rồi. Ok. Này vẫn giữ 9 warrior nhỉ. Nào cơ đấy. Full 2 sao rồi anh em ạ. Quá khỏe. Thoải mái luôn. Thằng này nó không có blink anh em ạ. Quá dễ dàng để có thể chơi được. Có blink thì còn hơi sợ. Blink cho Doom ấy. Đùm nó vào, nó đùm được trúng con già thì rất là mệt mỏi. Ok, vẫn ăn được ngon lành luôn. 19 máu kìa. Sau ra quái này, đồ của đối thủ nó sẽ tăng thêm một món đấy. Không biết có phải là thêm một món cam không. Nhưng mà nếu mà có món cam thì hơi khó cho chúng ta có thể kết liễu được. Second Lancer rồi nó dồn đồ, Second Lancer có đồ hồi máu thì cũng khó chơi đấy. Đồ đăng này hy vọng cái gì nhỉ? Tầm này thì lấy được cái gì ngon nhỉ? Cái RO đúng không? Chắc chỉ lấy cái RO là ngon nhất rồi. Bài vẫn cứ thấy yếu yếu kiểu gì. Có thể là vì chưa có đồ cam anh em ạ. Bây giờ đổi đồ cam thì chắc là sẽ mạnh hơn đấy. Đổi được cái gậy hack thì là quá ngon. Nhưng mà không có rồi. Ôi dồi ôi chán thế. Thôi rồi. Để xem nào. Cái hack của cái bọn Saman này nó là hack random đúng không? Còn cái hack của đồ nó là hack cái con có tiền cao nhất thì bây giờ đang là con Second Lancer. Giờ mà tôi rèn được cái gậy hack ấy thì chắc chắn là nó sẽ hack của con Second Lancer. Nếu mà đối thủ không có cái giáp trừ tà để giải ra. Thằng kia nó có Kira rồi anh em ạ. Nhìn nó xếp kiểu này là biết là nó đang luốt cái con khác để nó bóp cho cái con Second Lancer. Nhưng mà theo đánh giá của chủ quan của tôi ấy, thì cái bộ Kira này không nên kết hợp với cả 9 Warrior anh em ạ. Kết hợp vào sai lầm. Quân bị luốt hết thì chả còn tăng cơ để mà phản đam nữa. Cái kiểu mà dùng Kira luốt bài ấy, nó bị đánh đổi quá nhiều máu luôn. Cứ mỗi con bị luốt là mất 40% máu của con đấy rồi mà. Đấy, càng nhiều người bị luốt, luốt qua luốt lại thì càng mất nhiều máu. Ăn nổi không? Đồ xe này không cắt được máu luôn nó luôn ấy. Máu nó chỉ dừng lại ở thế kia xong rồi nó đầy dần lên. Đó, cắt chơi được của tôi nhá. Điều thật, nó có đồ rồi anh em ạ. Đi ra đấy. Giờ chuyển à, chuyển sang Warlock liệu ăn được không nhỉ? Bộ Warlock có vẻ không uy tín lắm anh em ạ. Tôi chưa có thử cái bộ đấy nhiều, tôi không biết là có ăn nổi không. Về căn bản cái bộ Saman này nó cũng đâu có cái sợ cái bộ đấy đâu. Có sợ bộ Warrior đâu. Đấy, nên là có thể là vẫn giữ lại để đấm được. Saman thì hóa đẹp cái thôi. Con The Saw anh em ạ, cái cốt lõi là ở con The Saw mới có 1 sao ấy. Chúng ta mới bị thua. Bây giờ The Saw lên 2 sao thì câu chuyện nó sẽ khác, nó hóa nhanh hơn nhiều. Các cái con bài nó sẽ hóa hết thành Saman to tiền.
Ok các bạn ơi, khỏe đấy nhờ. Ăn rồi không? 19 máu à. Chúng cứng thật. Ê à, cứng rồi đấy. Vãi đài. Từng đấy cái đồ, từng đấy trưởng dồn vào người mà không đi. Một mình nó đấm hết à. Trời ơi, điêu rồi. Già tiếp. Khó nhờ. Nào nào bây giờ à, bỏ cái này ra nhá. Cần quay cọc anh em ạ. Cho thêm Saman vào cho nó hóa thành 5 đô 3 sao. Cần quay cọc. Có hai con. Đối thủ luôn hết rồi mà. Trời ơi. Đẩy hẳn như này luôn. Bảy Saman luôn cho các bạn sợ luôn. Không cần cọc đâu anh em ạ. Anh em cứ tin tôi. Cọc làm cái gì. Phọt trưởng phát đi hết rồi. Ôi bạn ơi, nhưng mà lần này khác nhá. Lần này có con trừ giáp kìa. Ôi trời ơi anh em ơi, biến ra cả hai con Aquaman trừ giáp nữa. Thế thì đi, thế thì đi chắc chắn rồi. Cái bộ Saman này nó hay cái chỗ đấy, đấy anh em. Biến đẹp là ăn. Dã man. Tự nhiên lại biến ra cái con Squire, nó gọi ra được hai con đệ trừ giáp. Lại còn trừ 45 giáp của Aquaman 3 sao nữa. Gọi ra những hai con Aquaman 3 sao. Đối thủ khóc lóc luôn. Cứ tưởng là ăn được, xong cuối cùng bị đấm cho sấp mặt. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Phá kỷ lục trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chess ở trên kênh Game Today. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi hồi sinh lại một cái bộ lineup rất là cổ điển, nhưng mà lại có thể chơi được ở meta mới này rất là ngon luôn. Đấy là lineup gì thì mời anh em xem clip bên phải anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!